Thưa quý vị, liên quan đến vụ ba người ngồi trên chiếc xe Mercedes lao xuống sông giữa khuya ngày 1 tháng 10 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chiều ngày 2 tháng 10, qua kết quả giám định tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định ba nạn nhân tử vong là do ngạt nước. Các nạn nhân gồm vợ chồng anh Phan Phú Dân An, 25 tuổi, chị Trần Ngọc Hoa Trâm, 24 tuổi và em trai là Phan Phú Dân Khánh, 20 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Mỹ Tho. Bước đầu xác định, trong lúc di chuyển, ô tô bất ngờ lao xuống rạch bà ngọt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu xe ô tô mercedes va chạm với phương tiện khác khu vực này vắng vẻ ít người qua lại nên lúc xảy ra tai nạn không ai phát hiện cảnh sát phát hiện logo mercedes cùng vệt bánh xe trên bãi cỏ chiếc xe chạy thẳng trên đường trong quảng trường thay vì quẹo phải để về hướng cầu long hòa thì chiếc xe lại lao thẳng về phía bãi cỏ rồi rơi xuống kênh bà ngọt bên cạnh đó khi xe được đưa lên bờ anh khánh ở vị trí cầm lái bởi thế bước đầu cơ quan chức năng nhận định người cầm lái chiếc xe mercedes là anh phan phú dân khánh được biết, người này vừa mới lấy bằng lái ô tô được một thời gian ngắn. Ngoài ra, khi ba người đang trong quán karaoke, anh An có nghe điện thoại của ai đó, sau đó cả ba lên ô tô ra về. Một người có mặt tại quán hát kể rằng anh An và Khánh đều sử dụng đồ uống có cồn trước khi mất tích. Trước đó, trên trang cá nhân tài khoản mạng xã hội mẹ của ba nạn nhân cũng đã đăng tin tìm kiếm thông tin của ba người con cùng chiếc ô tô Mercedes. Người phụ nữ này cũng để lại cả số điện thoại liên lạc của gia đình, nếu ai đó có thông tin về các con Kèm theo dòng chia sẻ là hình ảnh hai người con trai và con dâu cũng như chụp lại hình chiếc xe Mercedes mà cả ba đã sử dụng để di chuyển trước đó. Theo thông tin, ngày 1 tháng 10, ô tô nói trên rời khỏi một quán karaoke ở thành phố Mỹ Tho, rồi mất dấu, gia đình không liên lạc được. Trên xe có ba người, gồm hai anh em trai và một phụ nữ mang thai hơn 7 tháng. Gia đình và người thân nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, gần một ngày sau đó thì phát hiện thi thể của ba nạn nhân bên trong chiếc ô tô nằm dưới vong kênh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc quý vị vui lòng để lại bình luận và đăng ký kênh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại